Ấn vào chữ đăng ký bên dưới để xem phim nha. Ấn vào chữ đăng ký bên dưới để xem phim nha. Anh không thể nào tiếp tục sống như trước đây được nữa. Nhưng anh không thể bỏ công ty trong lúc này được. Phát Đạt đang như con thuyền giữa cơn sóng dữ. Anh là thuyền trưởng, anh phải có trách nhiệm với con tàu của mình chứ. Ba anh đó hãm hại bao nhiêu người rồi, để tới lúc rời bỏ trần gian, ông đem theo được cái gì? Còn Mỹ Ngọc, anh không thể nào bỏ Mỹ Ngọc được. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặt Mỹ Ngọc. Vậy thì anh đừng ngồi đây nữa, hãy đứng lên. Đứng lên đi, tìm cách lật lại ván cờ này. Đi, đứng lên cho em đi. Anh Đăng Duy, anh sẽ sắp xếp an toàn cho Mỹ Ngọc. Khởi à, cậu hãy giúp anh tìm bằng được vợ con ông Tường. Còn công ty hãy bắt đầu từ Khánh Hà. Khánh Hà, ý của anh là sao? Khiên còn bí mật theo dõi để giúp đỡ cho Khánh Hà sau cái chết của Khánh Băng, nên vô tình biết được người bạn trai của Khánh Hà là Tấn. Anh ta được đào tạo bài bản về bất động sản, có bản tánh trung thực và giàu kinh nghiệm. Hãy tìm gặp Tấn và đưa về công ty. Anh tin là anh ta phải biết làm gì cho công ty vào lúc này. Em sẽ làm theo ý của anh. Như vậy đã ra dáng của một nửa chủ tịch tập đoàn rồi chứ. Tôi xứng đáng có được mọi thứ, đúng không? Hôm nay luật sư bảo tới, tất cả gia sản này sẽ thuộc về tôi và sẽ do tôi cai quản. Cái công ty mà cha con ông bán mạng xây dựng cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ là nữ chủ nhân đường đường chính chính, mang tiếng là vợ của ông, là mẹ của các con ông. Vậy mà sao? Tất cả trong cái ngôi nhà này không hề có một tấm hình nào của tôi. Nhưng sắp tới, những tấm hình này sẽ được thay thế hết. Sẽ thay hết. Sẽ thay hết. Thay hết.